Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Vietjack. Các con thân mến, trong tiết tập đọc lần trước, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Ngày hôm nay trong tiết chính tả này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết một đoạn trong bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười, làm các bài tập chính tả để giúp các con có thể phân biệt được âm sờ, sờ, âm o, ô và ơ. Tiết chính tả của chúng mình ngày hôm nay cũng sẽ có hai hoạt động chính như mọi khi, hoạt động đầu tiên nghe viết và hoạt động số 2 bài tập chính tả. Bây giờ chúng mình cùng nhau đến hoạt động đầu tiên, hoạt động nghe viết. Mời các con cùng cô đọc lại đoạn chính tả mà chúng ta sẽ viết ngày hôm nay. Vương quốc vắng nụ cười. Ngày xưa, có một vương quốc buồn chán kinh khủng, chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường gặp toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon. Ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp, cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Đây là đoạn văn mà chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết ngày hôm nay. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết các từ khó có trong bài. Từ đầu tiên, cụm từ ngày sửa ngày xưa. Thứ hai, vương quốc. Thứ ba, nói. Thứ tư, giàu dĩ. Tiếp theo, héo hon. Nhộn nhịp. Lạo xạo. Đây là các từ khó có trong bài. Bây giờ cô mời các con đọc lại một lần nữa. Ngày sửa ngày xưa. Vương quốc. Nói. Giàu dĩ. Héo hon. Nhộn nhịp. Lạo xạo. Bây giờ các con hãy lấy vở nháp và luyện viết những từ này ra vở nháp của mình. Việc chúng mình luyện viết các từ khó này ra vở nháp sẽ giúp các con viết đúng, đẹp hơn khi các con trình bày vào trong vở chính tả. Tiếp theo chúng mình đến với cách trình bày. Vẫn như mọi khi, các con sẽ lùi một ô để ghi thứ ngày tháng năm, lùi 4 ô ghi tên phân môn chính tả, lùi 3 ô ghi tên bài chính tả ngày hôm nay, Vương quốc vắng nụ cười. Cô dành thời gian để chúng mình hoàn thành 3 nội dung này. Sau khi đã hoàn thành xong 3 nội dung này, thì chúng mình sẽ bắt tay vào viết bài chính tả ngày hôm nay. Bài chính tả là một đoạn văn xuôi, chính vì vậy các con không có quá nhiều lưu ý. Chúng mình chỉ cần nhớ là viết hoa chữ cái đầu dòng này và viết hoa sau dấu chấm. Bây giờ cô sẽ đọc và chúng mình sẽ lắng nghe và viết bài. Bạn nào chúng mình viết chậm thì các con sẽ dừng màn hình lại và quan sát lên màn hình để viết bài nhé. Lùi vào một ô so với lề, chúng mình bắt đầu viết. Ngày sửa. Ngày sửa. Ngày xưa. Ngày xưa. Ngày xưa. Phải có một vương quốc. Buồn chán. Kinh khủng.
kinh khủng. Chỉ vì chỉ vì cư dân ở đó cư dân ở đó cư dân ở đó không ai biết cười không ai biết cười không ai biết cười chấm nói chính xác chấm nói chính xác chấm nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được phải còn người lớn thì hoàn toàn không thì hoàn toàn không chấm buổi sáng phẩy mặt trời không muốn dậy không muốn dậy phải chim không muốn hót phải hoa trong vườn. Hoa trong vườn. Chưa nở đã tàn. Chấm
Ra đường. Ra đường. Gặp toàn những. Gặp toàn những. Gặp toàn những. Gương mặt rầu rĩ. Gương mặt rầu rĩ. Phẩy héo hon. Phẩy héo hon. Chấm ngay kinh đô. Ngay kinh đô. Ngay kinh đô. Là nơi nhộn nhịp. Là nơi nhộn nhịp. Là nơi nhộn nhịp. Là nơi nhộn nhịp. Cũng chỉ nghe thấy. Cũng chỉ nghe thấy. Tiếng ngựa hí. Tiếng ngựa hí. Tiếng ngựa hí. Phẩy tiếng sỏi đá. Phẩy tiếng sỏi đá. Lạo xạo dưới bánh xe. 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 Phẩy tiếng gió thở dài. Tiếng gió thở dài. Tiếng gió thở dài. Trên những mái nhà. Trên những mái nhà. Trên những mái nhà. Trên những mái nhà. Chấm ba chấm. Hết. Bây giờ cô sẽ đọc lại để các con soạn lỗi. Ngày xưa, ngày xưa, phẩy, có một vương quốc buồn chán kinh khủng. Chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Chấm. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được. Phẩy. Còn người lớn thì hoàn toàn không. Chấm. Buổi sáng, phẩy, mặt trời không muốn dậy. Phẩy. Chim không muốn hót. Phẩy. Hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Chấm. Ra đường gặp toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon. Chấm. Ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp, cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe. Phẩy. Tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Chấm ba chấm. Các con hãy soát lỗi và ghi số lỗi ra lề. Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, đó là nghe viết bài chính tả Vương quốc vắng nụ cười. Bây giờ cô trò mình cùng sang tới hoạt động số 2, hoạt động bài tập chính tả. Chúng ta đến với bài tập số 1, tìm các tiếng bị bỏ trống để hoàn chỉnh mẩu truyện dưới đây. Biết rằng, A. Những chữ bị bỏ trống trong mẩu truyện sau sẽ bắt đầu bằng sờ hoặc sờ. Chúc mừng năm mới sau một thế kỷ. Ngày 4 tháng 1 năm 1889, ông Colin
từ Australia gửi một tấm thiệp chúc mừng năm mới cho cô Woodrow ở thành phố Aberdeen, nước Anh. Không hiểu vì chấm ba chấm, mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm chấm ba chấm, tấm bưu thiếp mới được gửi tới Aberdeen. Các nhân viên bưu điện chấm ba chấm, sở sương mù đang gắng chấm ba chấm tìm con cháu cụ Woodrow để trao tấm thiếp và chấm ba chấm lỗi vì chấm ba chấm chậm trễ này, theo báo Công an Nhân dân. Câu B, những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau chứa O hoặc O. Người không biết cười. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain rất có hiếu phôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí chấm ba chấm, những mẩu chuyện chấm ba chấm hình. Nhưng trong một lần gặp gỡ chấm ba chấm chúng, Mark Twain rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mark Twain mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm rồi. Ông đến dự buổi chấm ba chấm chuyện vì muốn biết mặt nhà văn chấm ba chấm tiếng, theo Nguyễn Đình Chính. Ở đây, cô sẽ điền các từ sau. Trong câu A, chúc mừng năm mới sau một thế kỷ. Ngày 4 tháng 1 năm 1889, ông Colin từ Australia gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Woodrow ở thành phố Aberdeen, nước Anh. Không hiểu vì sao, mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm sau, tấm bưu thiếp mới đến được Aberdeen. Các nhân viên bưu điện xứ sở sương mù đang gắng sức tìm con cháu cụ Woodrow để trao tấm thiếp và xin lỗi vì sự chậm trễ này. Ở các vị trí còn trống, cô điền các từ sao, sau, xứ, xin, sự. Tiếp theo câu B, người không biết cười. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí dỏm, những mẩu chuyện hóm hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ công chúng, Mark Twain rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mark Twain mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi nói chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng. Ở đây trong đoạn văn này, cô đã điền các từ dòm, hóm, công, nói, nổi. Thông qua bài tập vừa rồi thì các con đã phân biệt được âm sờ, sờ, o, ô và ơ. Đồng thời, thông qua những mẩu chuyện ngắn này, chúng ta cũng biết được thêm rất nhiều những kiến thức về tự nhiên và xã hội. Tiết học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.